Câu hỏi đầu tiên dành cho blogger Mẹ Nấm đó là: lần đầu tiên bị bắt giam 8 ngày, cô trở về và im lặng. Sau một vài năm, chuyện gì xảy ra đã khiến cô vượt qua sợ hãi và tiếp tục lên tiếng nói của cô? Có phải là như cô đã từng nói, nếu mình không nói hoặc là thì ai sẽ là người nói? Dạ vâng, vì xin cảm ơn một câu hỏi rất là hay, và vì người hỏi không có tên Quỳnh xin cảm ơn câu hỏi ạ. Nãy giờ các bác đến sớm rồi, những người chào và bắt tay Quỳnh thì đều nói rằng là cảm ơn sự can đảm của Quỳnh. Nhưng mà trong cái hội trường có đầy đủ sự hiện diện của mọi người và cả sự theo dõi của các bạn ở Việt Nam, cũng giống như là người yêu quý Quỳnh đang xem qua TV, qua phát trực tiếp trên Facebook, Quỳnh muốn thừa nhận rằng Quỳnh không có hề can đảm chút xíu nào như mọi người nghĩ đâu ạ. Quỳnh sợ và Quỳnh đã im lặng, bởi vì tất cả chúng ta ở đây ai cũng có sự sợ, cũng có nỗi sợ hết. Và không bao giờ có một người can đảm nếu như mà người đó không biết sợ. Quỳnh biết chắc rằng là mỗi người sẽ phải có một cái nỗi sợ khác nhau. Năm 2019, Quỳnh sợ mất hạnh phúc gia đình, sợ mất công việc, sợ không còn, sợ phá vỡ cái vỏ bọc yên ổn của mình trong cuộc sống. Và đó là lý do tại sao Quỳnh quyết định im lặng. Bởi vì năm 2019, với cái việc kêu gọi anh em in một cái áo để phản đối phong trào khai thác bô xít ở Tây Nguyên, và xa hơn nữa đó là cái hiểm họa sẽ mất dần sự kiểm soát đất nước vào tay Trung Cộng, thì với cái nhiệt huyết, và thậm chí bây giờ thì mọi người nếu đọc trên mạng sẽ thấy cái gọi là trẻ trâu, thì sẽ thấy rằng là Quỳnh rất là sợ. Và Quỳnh khi mà Quỳnh làm, Quỳnh chỉ nghĩ ồ, mà chúng ta có quyền, mình là công dân, mình có quyền bày tỏ với lãnh đạo, và mình khi mà mình kêu gọi tức cái nguyên tắc để mà có sự đồng thuận trong xã hội đó là số đông. Và Quỳnh nghĩ vì môi trường và vì hiểm họa Trung Quốc thì mình kêu gọi anh em bạn bè, những người trẻ sống có một chút trách nhiệm với đất nước thì kêu gọi in một cái áo công khai và viết những bài viết, thì đó là quyền tự do ngôn luận. Mà ngay từ lúc đó chưa tìm hiểu về nhân quyền thì Quỳnh không hiểu đó là khái niệm tự do ngôn luận. Chính vì vậy Quỳnh sợ và Quỳnh im lặng, bởi vì đối diện với cái việc Quỳnh nói thật là tạm giam, giai đoạn tạm giam rất kinh khủng và không ai mà không sợ hết. Và Quỳnh sợ thật, cho nên Quỳnh im lặng và Quỳnh xin lỗi mọi người, Quỳnh đóng blog. Nhưng khi mà mình im lặng rồi và mình chọn sống một cuộc đời bình thường rồi, thì lúc đó tự sau bên trong bản thân mình nó còn một cái bản ngã khác, đó là mình chỉ còn tồn tại chứ mình không còn sống nữa. Bởi vì sống mà không có ước mơ, không có nói được cái điều mình muốn thì nó chỉ là một, nó đang tồn tại chứ không là sống nữa. Thì Quỳnh lại quyết định là lúc đó Quỳnh bị cấm xuất cảnh. Và Quỳnh nhận ra một điều rằng là nếu mình im lặng thì sẽ không ai nói. Và nếu tranh đấu cho tự do của mình, không có ai tranh đấu cho tự do của mình. Đó là lý Quỳnh tiếp tục mở lại blog. Tù này là một hy sinh rất là to lớn. Với hoàn cảnh hôm nay, dân Việt Nam chúng ta có cần cùng hy sinh xương máu không? Bất cứ sự tự do nào, như mọi người đã nói là freedom is not free, thì sẽ không có sự tự do nào là miễn phí hết. Và cái lịch sử của dân tộc Việt Nam thì đã trải qua hai cuộc chiến tranh. Và Quỳnh nghĩ cái biến cố mà cái sau chiến tranh năm 1975, nhiều người đã phải ra đi để tìm thấy tương lai, đó cũng là một sự hy sinh xương máu. Hy sinh xương máu để có thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm thành công trên đất Mỹ. Đó là một sự hy sinh, và bất cứ sự tự do nào cũng đòi hỏi phải có sự hy sinh hết ạ. Hỏi kế tiếp mình cho Quỳnh. Quỳnh đó là được biết như Quỳnh từ khi bùng nổ Formosa, trước đó như Quỳnh có cảm nghĩ gì đối với đất nước và với bốn chữ xã hội chủ nghĩa? Cái câu này là của bác Phan Tấn Ngư, cảnh sát quốc gia. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của bác Ngư ạ. Thực ra con chả có suy nghĩ gì về bốn chữ xã hội chủ nghĩa hết.
vì con sinh ra là con đã biết đất nước là đất nước xã hội chủ nghĩa rồi, nên con không có suy nghĩ gì về chữ xã hội chủ nghĩa hết. Nhưng cái con có thể nhìn thấy được đó là trong lịch sử con được dạy là Việt Nam Cộng Hòa là một cái thể chế rất là xấu xa, con người rất là tồi tệ, toàn là những cái xấu không. Nhưng mà và cái hệ thống giáo dục mà giáo dục con thành con người xã hội chủ nghĩa thì nó lại cho con thấy một cái khác. Sao con người sống ích kỷ, sống thờ ơ, sống thiếu trách nhiệm như vậy? Sau đó con nhìn ngược lại trong cái bối cảnh của hoàn cảnh gia đình con biết rằng là mình có thể nhìn thấy thể chế qua sự giáo dục của con người, và bố mẹ con, cậu dì con, các bác con là những con người của Việt Nam Cộng Hòa, đó là sự văn minh, sự nhân bản. Cho nên con, so với những gì con được giáo dục thì con biết rằng xã hội chủ nghĩa không tốt đẹp như vậy, và con đã bị lừa dối. Trong hiện tình, Đảng Cộng sản vẫn ngang nhiên bất chấp dư luận mà đàn áp dân chúng, điển hình là vụ Lộc Ninh. Quỳnh có chút hy vọng gì sẽ có thay đổi, nhất là khi đa số thanh niên Việt Nam vẫn đang lao đầu vào lớp sống xa đọa. Xin cảm ơn câu hỏi của nhà văn Chu Tất Tiến. Lúc nãy bác có hỏi về vụ Lộc Ninh, nhưng con nghĩ là đây là vụ cướp đất ở vườn rau Lộc Hưng, đúng không ạ? Lộc Hưng mới là chính xác. Dạ. Và con nghĩ cái nhận xét là đa số thanh thiếu niên Việt Nam vẫn đang lao đầu vào lớp sống xa đọa, nó là một cái nhận xét hơi thiếu tích cực đối với các bạn trẻ trong nước. Bởi vì các bạn trẻ trong nước hiện nay với sự phát triển của Internet, với sự thông tin đa chiều, và các bạn có cách tiếp cận thông tin, các bạn có cách hoạt động của các bạn rất văn minh, rất tiến bộ, chứ các bạn không sống xa đọa. Những gì mà chúng ta thấy sống xa đọa đó chỉ là một phần nổi của xã hội Việt Nam, và cái đó là kết quả tất yếu của sự giáo dục và nguyên một hệ thống tuyên truyền. Chúng ta không thể trách người trẻ được. Bởi vì sao? Bởi vì nếu bạn mở báo chí lên, bạn chỉ thấy người mẫu, ca sĩ, ngôi sao, thì họ chọn cuộc sống đó là một cuộc sống đương nhiên thôi. Muốn có sự thay đổi, tất cả mọi người đều phải thay đổi, không phải là lớp trẻ phải thay đổi, mà kể cả những người lớn, những người đi trước cũng phải có trách nhiệm làm sao để các bạn ý thức được ý thức công dân của các bạn. Và cái đó nó bắt đầu từ trong nền tảng gia đình. Bởi vì mình không, nếu mình chưa thể thay đổi hệ thống xã hội, chưa thể thay được, đổi được hệ thống giáo dục hiện tại, thì mình phải thay đổi từ chính bản thân mình. Bởi vậy, như con đã nói rằng là cuộc cách mạng ở Việt Nam nó sẽ chỉ có thể nổ ra, đó là một cuộc cách mạng vượt qua sợ hãi. Một người hết sợ, hai người hết sợ thì có sẽ cộng sản nó sẽ không sợ đâu. 10 người nó cũng chưa sợ, 100 người nó cũng chưa sợ, 1.000 người nó cũng chưa sợ. Nhưng mà 10.000 người và 100 người hết sợ dám đứng lên thì chắc chắn là cộng sản sợ. Kính thưa quý vị quan khách, thì trong tất cả những câu hỏi đặt ra cho mẹ nấm thì sẽ có những câu hỏi nó sẽ có nội dung nó tương đồng với nhau. Cho nên là ai đó mà có thể thấy cái câu hỏi của mình không được đọc lên nguyên vẹn như là họ biết thì cũng xin lượng thứ. Ở đây có ông Toàn, ông hỏi là hiện cô ở hải ngoại có còn đấu tranh cho đồng bào trong nước nữa không, và đường lối đấu tranh như thế nào? Thì ở bên phố Quan Sa TV cũng có câu hỏi là cụ thể mục tiêu tranh đấu của chị trong thời gian tới là gì, trong đó có mục tiêu lật đổ tiêu diệt hoàn toàn chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Cái câu hỏi của ông Toàn, câu hỏi này, hiện cô ở hải ngoại có lên tiếng tranh đấu cho đồng bào trong nước nữa không? Quỳnh nghĩ nếu những người quan tâm và yêu quý Quỳnh theo dõi thì sẽ thấy ngay từ ngày đầu tiên Quỳnh đặt chân cho đến ngày hôm nay là ngày 12 tháng 1, còn 5 ngày nữa Quỳnh sẽ ở Mỹ tròn 3 tháng. Và chưa có một ngày nào Quỳnh ngừng tranh đấu hết. Quỳnh không nghĩ rằng là Quỳnh là một người sống xa quê hương, mà Quỳnh chỉ là một người hoạt động trong nước, tạm thời bị bứt khỏi môi trường của mình, và Quỳnh đang tranh đấu cho việc đó. Hay có câu hỏi của phố Quan Sa TV là có mục tiêu lật đổ tiêu diệt hoàn toàn chính quyền và Đảng Cộng sản hay không? Khi chúng ta đặt câu hỏi lật đổ và tiêu diệt, chúng ta phải dựa trên thế quân bình. Bởi vì mình không thể lật đổ, mình không thể tiêu diệt khi trong tay mình không có cái gì hết. Và mình
lật đổ và tiêu diệt nó là hai hành động phải dùng đến sức lực. Và nếu mà mình không có quân đội, mình không có vũ khí, mình không thể dùng cụm từ lật đổ và tiêu diệt được. Ở đây với thời đại văn minh, với xu hướng phát triển nhân bản, và chúng ta đã trải qua hai cuộc chiến tranh quá mất mát, chúng ta không thể dùng cái cụm từ lật đổ tiêu diệt, mà chúng ta phải dùng là giành quyền tự quyết cho người dân trong nước, quyết định ai là người xứng đáng giành cái quyền lãnh đạo đất nước. Câu hỏi kế tiếp dành cho chị đó là: Cộng sản Việt Nam sợ gì nhất? Rồi cộng đồng Việt Nam hải ngoại có thể làm gì mà cộng sản sợ nhất? Câu hỏi thứ ba luôn là: cộng đồng Việt Nam hải ngoại có thể yểm trợ đồng bào trong nước bằng cách nào? Dạ, con xin cảm ơn Quỳnh, xin cảm ơn câu hỏi. Một tờ giấy là tới ba câu hỏi. Dạ, cộng sản Việt Nam sợ gì nhất? Cộng sản Việt Nam sợ nhất là người dân không sợ cộng sản nữa. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại có thể làm gì mà cộng sản sợ nhất? Cộng sản sợ nhất đó là mất đi khúc ruột ngàn dặm. Và cái hành động mà cộng sản sợ nhất đó là chúng ta không có gửi tiền, không có gửi kiều hối về để nuôi cộng sản nữa. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại có thể yểm trợ đồng bào trong nước bằng cách nào? Như con đã trình bày là con đến đây là con muốn chia sẻ, muốn trình bày về một những cái gì con đã làm và cái con đường trước mắt. Cái con sợ nhất khi con đặt chân đến Mỹ đó là con quá túi bụi với cuộc sống hàng ngày. Con sẽ trở thành một người chỉ biết kiếm tiền, chăm lo cho đời sống của mình mà quên đi cuộc sống ở Việt Nam. Con sợ nhất là như vậy. Cho nên làm sao cộng đồng Việt Nam hải ngoại có thể nuôi dưỡng, có thể bao dung, có thể tha thứ cho những lỗi lầm mà con những người trong nước đi ra ngoài vô tình mắc phải. Hoặc là bởi vì khi mà mình ra ngoài, Quỳnh sẽ chia cái câu này ra làm hai phần. Bởi vì cộng đồng Việt Nam hải ngoại có thể làm gì để yểm trợ đồng bào trong nước? Ở đây đồng bào trong nước thường thường sẽ có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là thành phần ở trong nước bị ép đi ra nước ngoài, bị tống xuất ra nước ngoài như con. Và con chỉ mong là đồng bào, đồng hương của mình ở hải ngoại có thể bao dung hơn với những người trong nước. Bởi vì khi bị bứng ra khỏi môi trường, bị đặt vào một cái môi trường mà nó hoàn toàn khác về văn hóa, cách ứng xử cũng giống như là ngôn từ, cách giáo dục nó khác hoàn toàn, sẽ chắc chắn sẽ có xung đột. Vì vậy xin hãy bao dung, bởi vì chúng ta đều mong muốn nhìn thấy Việt Nam tự do, chúng ta đều mong muốn cái tốt đẹp cho Việt Nam, thì tại sao chúng ta lại bắt lỗi chi li, chúng ta quá đi vào tiểu tiết để triệt tiêu cái tinh thần của những người đã từng là những người dũng cảm. Cái thứ hai là đối với đồng bào trong nước hiện tại thì cũng vẫn cần sự thông cảm. Bởi vì khi mà mình ở bên ngoài, mình được tự do, cái góc nhìn của mình nó sẽ khác với... Thường thường á, mọi người ở bên đây, mọi người không có sợ công an. Cho nên nhiều khi công an có cái gì mà sợ? Không phải. Những người tranh đấu và đồng bào trong nước, họ không sợ cho bản thân họ khi họ lên tiếng, mà họ sợ cho người thân và gia đình. Cái nỗi sợ hãi sẽ ảnh hưởng đến người khác khi mình là người có trách nhiệm với xã hội, nó rất là kinh khủng. Và vì vậy là vẫn cần sự thông cảm từ cộng đồng hải ngoại, bên cạnh đó cần sự chia sẻ. Khi con ở trong nước, con không có biết ở bên ngoài sẽ có những khó khăn gì. Và cho nên khi con ra đây, con hiểu ngày xưa mình nhìn chưa chính xác, bởi vì mình không đứng ở bên ngoài. Nhưng khi mình đứng ở bên ngoài, mình nhìn về lại bên trong thì mình cũng sẽ thấy anh em mình ngày xưa có cái nhìn thiếu sót, bởi vì bên ngoài cũng thiếu bao dung với bên trong. Bởi vậy, cộng đồng hải ngoại có thể làm gì? Con chỉ mong người Việt mình bao dung với nhau, mở rộng vòng tay với nhau để cùng đi tới thôi ạ. Đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi của anh Trần Đình Khoa. Anh Khoa hỏi là làm cách nào để cộng đồng Việt Nam hải ngoại yểm trợ phong trào đấu tranh trong nước một cách hữu hiệu. Và đó cũng trả lời cho cái câu hỏi là
Trong cuộc đấu tranh của chị, có cách gì làm cho người Việt Nam đoàn kết để chống cộng? Con cũng chỉ có một sự câu hỏi, cũng chỉ có một câu trả lời là chúng ta bao dung và chia sẻ với nhau. Bởi vì trong khi chúng ta quay sang bắt lỗi tiểu tiết với nhau, chúng ta quên mất rằng kẻ thù chúng ta là cộng sản, mà chúng ta quay qua chúng ta chỉ trích anh em. Có thể chúng ta khác con đường, chúng ta khác mục tiêu, chúng ta khác tất cả các thứ, nhưng mà chúng ta lo bắt lỗi nhau cái chúng ta quên mất cái người gây ra những tai họa này là cộng sản, và cộng sản cũng chỉ cần đợi cái lúc đó thôi. Người hỏi về sự đoàn kết, con không có kêu gọi sự đoàn kết, bởi vì cộng sản cũng gọi đoàn kết, đại đoàn kết, mà con không muốn dùng chữ đoàn kết. Nếu mình nói đoàn kết thì nó cũng giống cộng sản. Ở đây để thấy được Việt Nam cường thịnh, chỉ cần những cái tôi thật giỏi bớt đi chút xíu để có một cái chúng ta. Và cộng sản nó không sợ nhiều cái tôi, nó sợ một cái chúng ta thôi. Vì nhiều cái tôi giỏi dợp lại sẽ ra một chúng ta rất giỏi. Cho nên vì vậy là con nghĩ duy nhất cái đường đi tới đó là làm sao không còn cái cụm từ là người Việt hải ngoại hay người Việt trong nước, mà chỉ là chúng ta, những người Việt Nam yêu tự do, yêu thực sự. Câu hỏi của bác Kiếm dành cho chị đó là: tôi thấy đấu tranh bất bạo động không thành công, nhiều người yêu nước đã hy sinh. Tôi muốn hỏi, ở tù và sống trong xã hội Việt Nam, cô có tìm ra tử huyệt của chế độ cộng sản hay không? Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của bác Yến. Bác có nói rằng là tôi thấy đấu tranh bất bạo động không thành công. Khi mà chúng ta nói về khái niệm bất bạo động, có nghĩa không có nghĩa là cộng sản đánh chúng ta đứng yên. Cái chữ bất bạo động không có nghĩa là mình không động đậy. Con nghĩ là cái khái niệm bất bạo động mình phải thay đổi một chút xíu. Nếu như mà đối với con, nếu như mà một anh an ninh thường phục anh đánh con, ảnh không mặc đồ cảnh sát, con sẽ đánh lại con. Đó là quyền tự vệ của con, chứ không có nghĩa là con đấu tranh bất bạo động con phải đứng yên. Mình phải thay đổi cái khái niệm đấu tranh bất bạo động ở đây. Bất bạo động không có nghĩa là đứng yên cho người khác đánh mình, mà bất bạo động có nghĩa là mình không sử dụng bạo lực, vũ lực để cưỡng đoạt để được cái mình muốn. Và con nghĩ rằng là chúng ta có quyền tự vệ, có quyền chiến đấu. Cho nên cái khái niệm đấu tranh bất bạo động trước giờ con thấy có thể là hiểu trên cái góc nhìn có nghĩa là bất bạo động là đứng yên, nó tới nó đánh mình cũng đứng yên. Không, con đối với con rất bất bạo động là phải biết tự vệ và phải học. Trong thời đại hiện nay, vũ khí hữu hiệu nhất chính là Internet. Bên cạnh đó, để sử dụng cái thứ vũ khí hữu hiệu này, chúng ta cần phải học hỏi, chúng ta phải có kiến thức. Bởi vì như mình nói, các lãnh đạo của cộng sản là ngu dốt, là thiếu văn minh, thì mình phải đi ngược lại, vũ khí đặt ngược lại họ, đó là kiến thức, là sự hiểu biết, là sự văn minh. Và bên cạnh, khi chúng ta có kiến thức, có sự hiểu biết và có sự văn minh, thì chúng ta còn có một đồng minh lớn hơn, đó là cộng đồng quốc tế. Cho nên đó chính là cái chìa khóa. Nhiều người yêu nước đã hy sinh. Tôi muốn hỏi, ở tù và sống trong xã hội Việt Nam, cô có tìm ra tử huyệt của chế độ cộng sản hay không? Dạ, lúc nãy con đã trả lời rồi, tử huyệt của chế độ cộng sản đó là sự không sợ hãi của người dân nữa. Ngày nào người dân không sợ cộng sản nữa là đó là tử huyệt của họ. Có một số câu hỏi về Trung Quốc, về tàu cộng. Theo chị Quỳnh, Hiệp ước Thành Đô có ảnh hưởng lớn như thế nào sau năm 2020? Câu hỏi của Hoàng Trúc. Và có một câu hỏi của Phó Chủ tịch Điều hành Hải ngoại, đó là Trung Cộng đã sáng lập đặc khu, thì cô có phản ứng ra sao? Dạ, con xin trả lời của câu hỏi của Phó Quỳnh, xin trả lời câu hỏi Phó Chủ tịch Hùng Hải ngoại trước. Trung Cộng đã sáng lập đặc khu, tức là luật đặc khu được ban hành trong thời gian Quỳnh đang ở tù. Và khi các cuộc biểu tình chống dự luật đặc khu bùng nổ, điều đó nó cho chính các lãnh đạo cộng sản một câu trả lời, đó rằng là người Việt họ không chấp nhận sự lệ thuộc vào Trung Quốc, và người dân đã lựa chọn bằng các cuộc xuống đường, thì phần còn lại là sự lựa chọn của các lãnh đạo cộng sản. Và họ đã hoãn binh bằng cách hoãn thời hạn thông qua dự luật đặc khu.
và bây giờ con là một phần của đồng hương hải ngoại, thì chắc chắn là cái phản ứng về mặt con không thể đi biểu tình giống như anh em như những năm trước đây con đã từng đi nữa. Chính vì vậy con sẽ học hỏi và học tìm thêm nhiều kiến thức để bảo vệ, để tranh đấu cho những anh em nếu những anh em đó lỡ có đi biểu tình mà bị bắt ạ.